lý do không có biểu tượng giơ tay và cách giơ tay xin phát biểu trong google meet trong khi sử dụng google meet cho một cuộc họp hay học trực tuyến bạn có thể muốn giơ tay lên để mọi người biết rằng bạn muốn phát biểu chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách giơ tay trong google meet thông thường nếu nhiều người nói cùng một lúc ngắt lời nhau và làm gián đoạn luồng cuộc họp online bằng video qua google meet vì vậy bạn có thể tắt tiếng micro của mình và sử dụng tính năng giơ tay ảo để thông báo cho Người chủ trì cuộc họp và những người khác rằng bạn muốn hỏi hoặc nói điều gì đó, lưu ý tính năng giơ tay ảo trong Google Meet có sẵn để chọn các phiên bản Google Workspace, doanh nghiệp và giáo dục, nút giơ tay không có sẵn cho các tài khoản Google cá nhân miễn phí và phiên bản Workspace Beginner Starter. Nên vì sao các bạn thắc mắc vì sao có máy có hoặc không có nút giơ tay ảo, trên đây là cách giải thích nhé các bạn, cách giơ tay xin phát biểu trong Google Meet cho web trong cuộc họp online qua Google Meet bạn có thể muốn đóng góp mà không cắt ngang bài phát biểu của đồng nghiệp tính năng giơ tay rất hữu ích trong những trường hợp như vậy đặc biệt là khi bạn có nhiều người trong cuộc gọi trong cuộc gọi điện video trên google meet hãy chọn nút giơ tay ở cuối màn hình để giơ tay thông báo giơ tay được gửi đến tất cả mọi người trong cuộc gọi nút giơ tay sẽ chuyển sang màu trắng ở dưới cùng và một nút giơ tay nhỏ sẽ xuất hiện ở dưới cùng bên trái của bản xem trước video của bạn chọn nút hạ tay ở cuối màn hình để hạ tay xuống nó cũng sẽ xóa biểu tượng bàn tay nhỏ khỏi bản xem trước video của bạn, sau đó, bạn sẽ thấy lại nút giơ tay. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Nếu thấy video này hay, hữu ích bạn hãy cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra các video tiếp theo nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.